Ok, tiếp tục liên đấu anh em ơi. Bữa giờ rồi. Thắng 23 thua 1 rồi. Cố lên. Hôm nay được 800. Đây là Dương Tin đi chung rồi. Ok, đánh hết 8 trận rồi. Thông Kim ra cái lớp phải vào đánh ngay. Đúng rồi, Thông Kim ra cái là vào đánh ngay luôn. Tại này họ không tải tăng để hết. Tối nay Thông Kim em cần này, Thông Kim luôn tuần để sẵn lấy mình nạ luôn. Tối em cầm đủ lắm. Rồi rồi, em cầm đánh em lấy mình nạ luôn nha, cho nó khỏe. Rồi. Ok ok. Chứ đỡ bị mấy con em out game ra vô lại á rồi đi cập nhật cái mặt nạ nên nó mất thời gian lắm. Ừ. Tại vì ra liền là báo danh liền luôn mà. Qua thằng Long đánh suýt được tối nay. Hình hình có mấy trận điểm. Xe ngon, ạc này ngon quá. Ạc này đánh vô trận ngon lắm mình ơi, không ngán luôn. Dạ tao nếu mà thôi lên top 1 chứ dạ tao ăn ăn được sói nó hết mười mấy kè điểm rồi. Ok dạ. Dạ nó hay rồi. Tối nay để em cố gắng vô quốc. Dạ tao được nhỏ quá dưỡng được ăn sói được qua bí kíp. À gì? Lại bè bí kíp rồi nói giờ ông muốn bí kíp gì? Anh nhắn đi này gọi bí kíp gì mình coi. Kêu cái nào là ngon ngon cái tiền nhất là mình re cũng được. Mình mở ra cái phổ đồ mà tịch. Cái tờ bé đường kim trời. Chắc cũng không ai cần nhiều lắm đâu. Hôm bữa Khải mua, Khải đi kênh shop con kim đấy. Ừ, tập này ai lên trong 20 nó mới cần đó. Bữa đó mở ra được giả đen thiên liệu con cực đó, nó nuốt luôn rồi. Ừ, tiếp cho 20 luôn đấy. Bữa đi top 1, bữa này đại sư huynh rồi quýnh cái gì tầng chủ môn ấy đại sư huynh rồi không đi á, cái mình á giả đen á đi rồi đi top 1 nó mở ra được cái đó đang luôn ít 120 luôn rồi. 10 giờ này vô nè, hay gặp team bé hậu á hay một tí vậy đó, tí thì là du xin đấy, du xin đấy, du xin một tí. Ok đặt tướng nha. À, nhồi máu nha. Rồi, nhồi máu nè. Một tí, okay. Một tí, hai đều. Không, rồi. Chú bè mình đâu nghĩ gặp nó đâu, đâu mặt trốn đâu. À, chung kết rồi gặp nó được, thấy trốn rồi luôn. Rồi, quả đen. Chuyên nhẫn. Nó đang A3 hậu, ok, con. Gặp đồ này mấy lần rồi đấy. À, gặp đồ này mấy lần rồi. Từ. Máu, vô máu, vô máu. Bè hậu. Mẹ, anh ăn lát thiên vàng mẹ, quýt em. Vừa lúc trưa đã gặp đội này một trận, nhớ không? Ừ. Gặp mấy team dở đánh nhanh thôi. Bữa giờ gặp B trận á, đội đó gặp B trận á. Xét tổng đẹp quá. Mới lên xét đồng bàn quá đẹp anh em à. Nhìn quá đẹp. Còn tổng giờ hai, phải B con quýt vô mới chết rồi. Đúng rồi. Chứ hai con quýt không xin nhơ luôn đâu. Cái mát hết mát rồi. Hết rồi. À, anh lên lốt hai cái nhân cực phẩm. Đúng rồi, hai nhân cực phẩm luôn. Đẹp. Mắt pin nữa không ạ? Hôm qua nó vào mua sao ở trên đây. Ừ. Nghe mì VIP này, con nghe mì chiếu này này. Cũng chưa ra, không có nghe mì chiếu này rồi. Mì này, ok vô anh ơi, một phút rưỡi, vô đây. Cái mì này vô đói, trâu, nằm hành, quá đẹp. Đông nha. Nhung nhiếm nè, đội nhung nhiếm. Bây giờ tao mình nhung nhiếm này nó đi nó quýnh 3 tiếng là ăn 18 chết rồi, không hiểu sao luôn á. Một cái bè mà đủ 3 tiếng xử đi đâu mình lại để nó quýnh chết. Hai anh gì mình ghê dễ sợ. Ghê anh em đi qua con chọc, gặp ai gặp mãi anh em đi qua con chọc ghê lắm chọc. Cái bang Hồ Thí Yên không giết được nó hả? À Thí Yên mà không quýnh được, không giết được. Cây đó. Rồi, 40 giây. Trận thứ 3. Thứ 3 trong buổi. Anh Huy Trăng lên được 75 cộng 1 thủ không? Không lên được, lên được không? Gần. Cái kêu con bèo nữa là đủ 75 thủ cộng 1. Tính chuẩn thiếu bao nhiêu phần trăm? Thiếu thử đen. Còn 10 giây. B2 là 19 91 91 là 40 91 91 là 95 nữa 96 Ủa sao lại gặp nữa, hôm nãy gặp rồi mà. Đó, cái gặp. Ok, nhồi máu, nhồi máu. Rồi, em giúp B hậu thứ nha.
bê hậu ở đó. Rồi, bút, ok. Bút con bê hậu. Ở đó là bút con bê hậu. Ồ, vậy một trận vẫn gặp hai lần là. Ừ. Còn trận cuối nữa trong ngày. Có 4 trận mà gặp 2 lần. Thằng 7 rồi. Hai chục trận nữa. Gặp mình bê lần á. Ít đội đi quá mà. 2 ngày nữa xong, cố gắng 2 ngày là đánh xong luôn á. 2 ngày là 24 trận nữa. Ok. Mai còn hết 11 giờ đêm mai là hết trận sắp vào đấy. Dạ. Yeah. Quấn đến ngày mai nữa rồi cũng là chuẩn bị phi vòng tiếp anh ơi. Không có nhưng tôi chấp nhận bọn nó cũng không có đâu. Đúng rồi, bọn nó không có là gì. Ngày mai 12 trận, ngày kia 12 trận nữa là đủ 48 trận. Lấy 2 ngày nữa, mai 21 2 ngày nữa xong ấy. Cố lên. Chẳng đâu là mình mê tiếp ạc khác nữa. Quốc để xem thử nét kiểu gì. Tiếng top sẽ cao vọt ở đội nha. Có vòng ở đội. Thấy vậy chứ có top 1 là vòng trắng kháng cả năm ấy. Top 2 là kháng cả 4. Top 3 là kháng cả 3. Top 4 là kháng cả 2. Đúng rồi, có kháng cả. Cái vòng sáng của Liên đó có kháng cả mà. Anh vòng ở trên vòng nhiên tối rồi mới vô đại hội. 1 phút 30 giây vô. Em mới đi xong mới đi đội phi trần á. Nó ủa nó đội nào nữa. Cái đội phi trần đứng ở này nó rối rồi, nó không biết ai là ai. Nó thấy phi trần đánh xong rồi lại có phi trần tiếp. Mẹ nó kiện AD. Ờ kiện hả. Ngày hai lúa mày lừa. Là bạn bè đó chắc mình bị chồng bùa lên đội đánh anh chồng tức là mới ra đội lần chưa chồng lên đội rác anh yếu lấy con đi gì thì lên đội rác à. Má anh tưởng cái con đá mà yếu rồi dí que rồi dí nào chết nó dí nào chết nó mà cười gì vậy. Rồi 50 giây vui có bữa đó đợt ọp đen ha chẳng cái gì làm à bay xong giờ đánh như mày xuống. Lên cây 28 còn 20 nữa. 2 ngày nữa xong. Một ngày rưỡi nữa. Một ngày rưỡi nữa là xong. Vẫn được ra ngày kia nữa xong. Mai bữa trưa anh Tùng đánh được không? Đánh được em. Đánh được. Ok. Mai bữa trưa đi. Đúng rồi, cố gắng đi. Cố gắng là xong, là chính đi. Echelon thì mình có thể nhanh nhai cũng được không sao, nhưng mà chính là mình tầm này là dứt điểm càng nhanh càng tốt. Trận này gặp nhưng muốn chắc luôn ạ. Chưa gặp thằng này mà lần nào đúng không? Chưa. Rồi gặp nó luôn, đúng luôn. Tôn. Một. Đấy, không cái hỏi một chơi. Đợi đợi em. Xuống Tôn. Quýnh nhanh đây, mất thời gian của mình, quýnh đi. Đợi mình, đéo. Mất thời gian của mình. Rồi ok rồi đó, vô đặt anh Tùng ơi. Ok. Đây nhã nhất là biết không, mình đang cố gắng kỷ lục thời gian càng nhanh càng tốt. 5D lấy chú Bạch đó biết rồi. Rồi ok. 5D Bạch nhã. Còn 20 trận nữa, cố gắng. Rồi đi tập.